Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay em chia sẻ một thủ thuật khá là lạ lẫm, khá là mới đối với anh em chúng ta thôi, nhưng mà thủ thuật này thì cũng đã có khá là lâu rồi các anh em mình nha, có cũng năm 2015 rồi. Bây giờ làm sao để em biết được thủ thuật đó có năm 2015? Đây, đây là cái trang mà lúc trước em tổng hợp là những cái bài viết, những cái gì liên quan tới diễn đàn BKV là trước đây em đã chia sẻ, và em tổng hợp là những cái kinh nghiệm mà còn sơ khai, những kinh nghiệm mà đầu đời em tìm hiểu về máy tính. Thì đây, để làm sao biết được cái thủ thuật này đã có lâu rồi, thì em lấy cái link như thế này. Đấy, đây là cái link gốc của diễn đàn forum BKV, diễn đàn BKV hồi đó các anh em mình nha. Đây, các anh em xem một đoạn ngắn này thôi. Rồi bây giờ em làm sao để em biết được là cái thủ thuật này đã có trước đây, thì em sẽ đăng nhập vô tài khoản của em, là tài khoản Yahoo của em ha. Tại vì cũng may mắn á, may mắn là có một bạn là hỏi em về cái thủ thuật này trước đây, thành ra là em dựa vào cái tin nhắn đó để em tra cứu lại các anh em mình nha. Đây là những cái tin mới nhất các anh em ha. Đây, ngày 15 nè, 15, 16, 17 nè, bữa nay nè. Đấy, bây giờ em tìm từ khóa tiêu đề, đó là em tìm là ghép ghép file. Em đặt cái tên tiêu đề là ghép file. Đây, đây có một bạn đây hỏi đây. Các anh em thử tìm cái bạn này coi. Em tìm thử mà chưa thấy cái tên bạn ấy. Bạn này tên là đâu rồi? Để em xíu, đây đây. Đòn Tuấn, đang cái này mình nha. Đoàn Phúc Tuấn. Đây, Đoàn Phúc Tuấn, em tìm trên mấy diễn đàn khác thì chưa chưa thấy, chưa gặp, các anh em thử tìm thử xem nha. Đây là bạn ấy có chia sẻ nè, cái kênh sinh viên IT chắc bây giờ chắc cũng cũng đai rồi quá. À, ngừng hoạt động cũng lâu rồi các anh em mình nha, từ tháng 1 2019 rồi. Đây. À, đây đây, cái trang này. Đấy, rồi bây giờ em kéo cái trang này qua đây. Đấy, các anh em thấy không? Đây, cái đoạn này với cái đoạn hồi nãy em quét tô đen nè. Đấy, anh em thấy không? Rất là giống nha. Đấy, chứng tỏ là cái trang này em share là chính xác ha. Tại cái thư này á, thư này là cái thư của ngoài luồng, là của cái bạn khác gửi cho em. Đây, chứ không phải là cái thư của em. Đây, từ ngày 8 tháng 1 2015, lúc 12 giờ khuya. 12 giờ 30 phút khuya. Đấy, thì bạn có nói á, là tình cờ thấy được ý tưởng của em đây. Nhưng thua một cấp và phải cắt ra mới mở được. Chưa nghĩ đến chuyện đặt bát. Đó, đăng bài xong mới biết có người nghĩ ra rồi. Đấy, thì bạn đưa cái link bài viết này. Thì lâu quá rồi em cũng không nhớ rõ. Thì cái cách của em là như sau. À, còn cái mà bạn tách ra mà để bạn lấy được cái file đó là em chưa, thực sự em chưa có tìm ra được cách đó luôn á. Còn cái cách của em nó khác, thì chúng ta đi vào cái thủ thuật chính cái này mình ha. Để em biết xác định được là cái file này cũng như là cái thủ thuật này có từ lúc đó rồi. Để em tại vì do cái diễn đàn của Room BKV cái này mình nha. Đây, rất là nhiều cái bài viết em chia sẻ mà bị ấy rồi, do là cái forum bị đóng rồi, không còn hoạt động nữa, thành ra là mấy cái trang web này kia, mấy cái bài viết của em và của mọi người đều mất hết rồi. May là em còn giữ được những cái kỷ niệm thôi, chứ thực chất là nó cũng cũng không có liên quan gì nhiều với cái việc mà chúng ta cần. Rồi bây giờ em đi vào vấn đề chính. Chúng ta đi vào vấn đề chính nha mình nha. Em sẽ đi lại vấn đề chính. Rồi em bỏ đi ha. Rồi coi như là xong cái phần chứng minh chứng minh là cái thủ thuật này là trước đây đã có, chứ không phải là em mới chia sẻ đây. Chỉ qua là lâu quá rồi không thấy ai chia sẻ lại, cũng như là một số anh em thấy cũng cũng có cần tới cái thủ thuật này, thành ra em sẽ chia sẻ luôn. Rồi thì qua cái thủ thuật này thì làm như sau, nó có nhiều cái trở ngại và nó cũng có nhiều cái hay. Và ví dụ
Ví dụ cái file này em đã ghép file rồi nè, cái file này là của cái file của anh Khiển, anh Hoàng Khiển, anh Hoàng Khiển anh ấy đã yến liệt lại trên những cái bản WinBE mà nó tiếng Trung, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Tây gì đó em không biết, nhưng mà các anh em mình dùng đó, chạy cái bản này thì nó hiển thị là tiếng Anh rất là chuẩn, chuẩn thần gần như chuẩn trăm trăm nha. Tại vì em dùng những cái bản Trung Quốc đó, thì nó cũng sẽ hiện tiếng Anh luôn. Tại sao mà em đề cao cái bản này thì do là cái anh Hoàng Thiện anh thiết kế cũng như là anh chèn ngôn ngữ như thế nào đó mà nó hoạt động chuẩn như vậy. Rồi các anh em đã thấy cái file này đây, em là đang chạy là chạy tiếng Anh, đây em đang chạy là chạy tiếng Anh ha. Rồi bây giờ em chạy cho nó cũng cùng một cái file đó em chạy tiếng Trung. Đấy. Đó các anh em thấy không, tiếng Trung nha, đây là bản nãy là bản tiếng Anh, đây, bản này bản tiếng Anh, nhưng mà anh chạy cái file bên trong là bài chạy bản tiếng Trung. Rồi bây giờ cái file bên trong này là cái file gì mà ba mươi mấy như vậy. Rồi bây giờ em giải nén nó ra nha, chắc như nó sẽ trùng trùng với cái file này nè. Rồi em ghi đè đi ha. Rồi rồi ghi đè em coi có phải ba mươi mấy không. Rồi 37.9, 37.9 ra nè mình ha. Rồi em sẽ xem coi cái file này nó có gì, nó là tiếng Trung nè, đấy nó có cái gì bên trong không. Đó, đó. Rồi em giờ dùng WinRAR em mở đây, nó có cái file này rất là nguy hiểm các anh em mình nha. Cái này mình nhìn tên là đã biết nó nguy hiểm tới độ nào rồi ha. Em không khuyến khích, không suối các anh em click vô file này nha. Cái file này mà click rồi là coi như dữ liệu các anh em mình là coi như mã hóa hết nha. Cái này là em không có chịu trách nhiệm khi mà các anh em click vô file này nha. Các anh em có thể kéo nó thả ra hoặc giải nén nó ra ngoài ha. Các anh em có thể nghiên cứu như thế nào đó, đấy nghiên cứu như thế nào đó tùy các anh em, nhưng mà không khuyến khích các anh em click thẳng, click đầu vào nha. Click đầu vào là tất cả dữ liệu của anh em đa phần là bị mã hóa hết rồi, không không thể trách em được nha. Rồi bây giờ em sẽ cũng chia sẻ cái cách test nó luôn. Cách test đừng để cho cái dữ liệu mình nó bị mã hóa thì các anh em tìm cái từ khóa tên kênh của em ha. Rồi rồi test one na right. Rồi đây đây cái đây là cái link test trực tiếp đây các anh em mình nha, test trực tiếp qua nó ra, các anh em vô cái video này các anh em xem ha. Xem và cái cách test trực tiếp virus như thế nào. Em đang test cái con WannaCry đó luôn mà không bị ảnh hưởng gì hết. Thì các anh em tham khảo thêm ha, hoặc là cuối video nếu mà có dịp thì đủ thời gian, đủ thời lượng thì em sẽ test, còn không thì các anh em xem đỡ video đó nha. Rồi, chúng ta đi vào cái thủ thực chính làm sao để chúng ta làm được những cái điều đó. Thì em xóa cái này đi, lỡ lỡ link ra là coi như là em khóc ròng luôn á. Hiện tại thì BKV RAW bản RAW là được tích hợp cái công cụ, cái tính năng là phục hồi lại những cái file bị mã hóa rồi, chứ không phải là chưa cái này mình nha, cũng cũng sau đó một vài tháng gì đó. Rồi, từ khi con WannaCry nó xuất hiện là sau đó một vài tháng là cái an ninh mạng, cái phần an ninh mạng của BKV họ đã xử lý được rồi. Nếu mà các anh em dùng trên cái hệ điều hành Windows gốc á, thì các anh em cứ yên tâm mà chúng ta phục hồi lại ha. Còn ở đây là WinBE, ở đây em đang chạy là WinBE. Lỡ mà em chạy mà nó mã hóa rồi đó, mà em vô là cái Win gốc em phục hồi thì cái đó em không dám chắc là nó phục hồi lại được nha. Tại vì những cái thành phần này, file này kia nó ghi ghi vào trong cái OS nè, những cái khóa này kia nó ghi vô OS rồi, nhưng mà qua cái hệ điều hành mới là nó mất rồi, nó mất nó không còn lưu lại, thành ra là rất là khó cải thiện làm lại được. Rồi bây giờ em chia sẻ chúng ta làm sao để chúng ta làm được cái điều đó. Rồi để được cái file như thế này thì các anh em cần cái công cụ đơn giản thôi là file Blitter and Joiner. Không biết đọc đúng hay không, các anh em thông cảm. Rồi cái này, phần mềm này thì các anh em đa phần cũng biết rồi ha, của cái chú Lê Minh Hoàng ha, chú làm thiết kế 2008 rồi,
và em cũng có chia sẻ với chú, nhưng mà cũng chúng chắc là chú bận quá hay sao đó mà chú cũng chưa có dịp chú chia sẻ lại với em cái điều này. Có nghĩa là em muốn em khi mà biết được cái tính năng này á, cái em chia sẻ với chú là làm sao để mà chúng ta tách file ra mà nó giống như cái hiện tại là cái công cụ Format Factory á, nhưng mà dùng cái phần mềm của chú thôi. Tại vì thường á, người ta dùng cái phần mềm tách file là người ta tách theo cái thời gian, thời lượng. Còn ý em á, là em chia sẻ với chú là gợi ý chú ý tưởng á, là chúng ta tách theo cái MB, có nghĩa là tách theo cái dung lượng mega, megabyte, ha, megabyte, gigabyte tùy theo cái file dung lượng ít nhiều mà chúng ta tách theo cái dung lượng chứ không tách theo cái thời lượng các bạn ha, anh em mình ha. Rồi. À, bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề chính này, 10 phút mà mới đi vô vấn đề chính nè. Em sẽ làm một cái video đi chuyên về vấn đề chính luôn ha, có nghĩa là vô là chỉ thao tác thôi, còn cái video này là em tổng hợp nhiều thứ anh em mình nha. Rồi rồi bây giờ em sẽ lấy một cái file, bây giờ em xóa những cái file đó đi, cái file này nó có OneDrive nè ha. Rồi bây giờ em coi cái file này. Đấy, nó có cái file này ở trong nè. Bây giờ em xóa cái file này đi nè. Đấy. Đấy, em xóa file này đi. Rồi. À, cái file đó là cái file nào? Cái file đó là cái file này các anh em mình nha. Ngộ một cái anh em mà đặt cái file FE mà đặt cái đuôi phía sau là file chấm zip chấm này kia là tự động nó sẽ chuyển ấy nha. Tự động nó sẽ giống như là nó làm cho mình giống như bị nén lại á, mà thực chất là nó không phải, mình chưa chưa từng nén luôn, mà nó giống như em thả nè, em kéo em thả ra vậy nè. À, cái file này là cái file ở trong này nó ấy rồi. Rồi bây giờ em sẽ xóa xóa luôn hai cái file này ha. Rồi hình như là cái file này. Cái file này là cái file này nè. Hay, chúng ta tiếp các bạn ha, nãy giờ mình bận quá. Đây thì để làm được cái file như vậy thì các bạn cần một file SE và một file zip. Có những file SE nó lồng vô những cái file khác vẫn được các bạn ha, chứ không phải nhất thiết là cái file zip, nhưng mà tùy theo cái định dạng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để chắc ăn, các bạn nên đóng gói cái file bất kỳ thành cái file zip thì chúng ta nhét vào cái file SE nó ok. Cái file SE nó được phép chèn cái file thứ hai vào bên trong nó hay không thì là còn lệ thuộc vào cái cấu trúc cấu tạo của cái file SE đó nữa các bạn nha, chứ không phải file SE nào cũng làm được, không phải file nào cũng làm được điều này các bạn ha, không phải file nào cũng làm được và có những cái file nó ngoại lệ các bạn nha. Thì để được hay không thì các bạn cũng phải thử thôi, nhưng mà trên nguyên tắc cơ bản á, là mình ví dụ đi ha. Đây ví dụ file nào đây, về tại sao mà cái file boot i này nó lại ok thì các bạn cứ xem giống mình coi coi nó có ngoại lệ hay không. Đây nếu mà các bạn mở dưới bảy zip hoặc là mở dưới WinRAR, WinRAR mà bên trong file nó có những cái thành phần như thế này, nó không phải là những cái file đầy đủ các bạn nha, nó không phải là những cái file như thế này. Đây cái file như thế này giống như là một cái dạng nén lại các bạn nha. Đó, cái file SE mà nó chứa những cái file rất là nhiều file bên trong như thế này nè, đó là nó là một cái dạng nén. Đây các bạn thấy không, có file SE nằm bên trong nữa nè, nó là một cái dạng nén các bạn ha. Và cái dạng nén đó các bạn không thể chèn thêm như cái cách này được. Và nếu có file SE nào mà các bạn thấy giống kiểu như vậy, đây giống kiểu như vậy thì các bạn khả năng mà các bạn là sẽ làm thành công cao hơn. Rồi bây giờ chúng ta thử thử qua cái bộ sưu tập file của mình ví dụ file này coi. À, mở bằng 7 zip file này. À, để biết được hay không thì tất nhiên chúng ta phải thử các bạn nha. Đây mình thử ha. Rồi mình lấy cái file này ra ngoài nè. Ồ. À, đây đây, cái file này có sẵn ngoài đây đây. Rồi mình sẽ
đổi định dạng. Bây giờ các bạn á, muốn cho nó thành cái file tên nào thì các bạn lấy cái file đó làm cái file gốc, là cho vị trí số 1 ha. Rồi các bạn copy Ctrl C, đó, copy cái file này đi. Rồi các bạn muốn đổi cái file nào cho nó nằm bên trong đó, thì các bạn cho nó thành đúng cái tên đó, thành vị trí số 2. Đấy. Đấy, rồi. Để coi mình coi lại cái file nãy, cái file này. File này nè. Rồi, mình ghép file này lại luôn ha. Rồi bây giờ mình ghép nè. Dùng cái này mình kéo thả file số 1. Rồi. Bạn thấy rồi đó, nó thay đổi rồi đó. Rồi ok, chúng ta bấm join thôi các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không? Một file nó tạo ra nè. Đây, file này nó tạo ra nè. Rồi chúng ta coi mở dưới Win ra có thấy không? Đây, các bạn thấy không? Thấy cái file không? Đây, file trong nè. Cái file này là nó lên ba mươi mấy rồi nè, thấy chưa? Nó cho nó chứa cái file này bên trong. À, cái này nó tắt màn hình để mình tắt thử coi nha. Delete đòi nè. Rồi. Ok, nó tắt màn hình các bạn ha. Rồi, vậy cái là mình giải nén ra coi nè. Kéo thả. Nó sẽ rồi, ghi đè luôn. Đây, nó là cái file này. Mình coi cái file này bên trong nó còn đúng cái file WannaCry, cái file virus luôn các bạn ha. Vậy là cái cách này thành công, và trên những cái file mà mình test thử thấy nó ok thì là ok, còn nếu không ok là thôi các bạn nha. Nhưng mà có những cái file nó ok nhưng mà nó lại không ok là sao? Có những cái file nó ok mà không ok là sao? Đây, mình đã test qua rồi nè, siêu ẩn file ok nè, có nghĩa là những cái định dạng file này nó sẽ ok trong cái lúc bạn thao tác thực hiện, nhưng mà nó sẽ không ok khi các bạn khởi động lại máy. Có nghĩa là trong cái lúc quá trình bạn làm thì nó sẽ ok, bạn test nó đều ok. Bây giờ gì? Ví dụ luôn ha, ví dụ tìm cái file này đi, đuôi m4v, tìm file m4v coi nào, m4v chấm m4v đấy, chấm m4v đây, mình có một file đây. Mình có một file đây. Để mình cài cái bot player để mình chạy file luôn các bạn nha. N bot b là đấy, mình cài cái bot player này luôn để mình chạy cái file này luôn. Lỗi các bạn nha. Cho nó không có ổn gì dài dài. Cái bot layer này nó hỗ trợ rất là nhiều định dạng. Nếu các bạn có kết nối internet là nó tự động nó download cái code JS về. Còn nếu các bạn không có kết nối internet thì các bạn khi mà đã cài một lần rồi đó, ví dụ nó đang tải cái code JS nên về, nó hiện đây, nó hiện cái bảng này. Các bạn dùng đây. Các bạn dùng cái everything ha, khi các bạn cài everything rồi các bạn search.exe. Đấy. Exe, rồi các bạn tìm theo cái file mới. Đây, read.read. Và sắp sắp theo thứ tự để cho nó sắp. Đấy. Nó sắp cái tên đây các bạn ha. Còn các bạn muốn chắc ăn á thì chúng ta cứ cứ chọn SE bấm này coi. Tại trong cái này mình tìm nó hơi 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 dở, cái là cái WinBE này á nó không có tìm mặc định được các bạn ha. Đây nè, mình rồi, cái tên này chắc là cái tên gốc nó nè. Đây mình lấy cái này mình tìm cái tên này các bạn nha. Đây mình tìm cái tên này coi nó ra không, trong mẫu ít trường thường trong mẫu ít nó cũng không thấy các bạn nha. Cái everything này nó hơi 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 dởm, cái là nó cho nó không có tìm được trong mẫu ít, và cái phần dùng exFAT thường cái bentoy hay tạo các bạn, mình chia sẻ rồi đó. Rồi vậy thì phải tìm như thế nào đây, tìm như thế nào đây. Mình dùng cái chương trình khác để mình tìm các bạn ha. Mình dừng xíu đi, mình tìm ra rồi mình sẽ cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta tìm với cái Win cho file search các bạn nha. Cái chương trình này là trước mình chia sẻ trên room BKV các bạn ha. Chúng ta tìm với cái phần mềm này thì chúng ta gõ chấm định dạng và hai chấm các bạn nha, hai chấm chứ không phải chấm phẩy nha, hai chấm rồi khoảng cách rồi tiếp cái định dạng khác thì nó sẽ ra các bạn nha. Ví dụ đi, ví dụ chấm ini nè,
Đấy, rồi hai chấm các bạn ha, rồi enter. Đó, các bạn thấy không, nó sẽ ra nè, nè chấm ui nè, ini nè chứ. Đấy, còn các bạn muốn tìm theo cái file mới nhất đó, thì các bạn đây re re đáp nè, đây đấy, chọn 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 cái nào mới nhất. Đây cái cô z này, đây nó mới tải về đây, hồi nãy mình nói đấy, thì các bạn lấy cái file này các bạn đóng gói lại ha, để cài cài cho cái bob layer cái bản mới nhất. Tại vì cái file CODES này là cái file mà nó tải trên mạng tải về, có nghĩa là nó thông qua trang chủ nó tải về các bạn ha. Thành ra cái file này các bạn muốn muốn nó cài offline thì các bạn để dành để lần sau chúng ta cài, không cần phải có mạng để chúng ta tải. Nó đang chạy thành ra mình không có chuyển được các bạn ha. Bây giờ mình cài thôi. Ở đây nó có thêm hai tùy chọn, các bạn chọn hết luôn cũng được nha. Mấy cái này là nó hỗ trợ thêm mấy cái driver cho nó nè. Thì tiếng đầu không có ảnh hưởng gì hết các bạn nha. Cứ lít nét giữa giữa thôi, bấm ở giữa là chúng ta chọn thôi. Thì khi cài xong các bạn lít chuột phải vô cái bot layer này, các bạn vô cái referency nè ha. Auto download update nè, các bạn tắt đi. Và cái này chuyển về never là không bao giờ. Các bạn apply nó ha. Rồi, để chúng ta đừng có cho nó cập nhật lên cái phiên bản nào khác nữa. Rồi, để như vậy thôi. Bây giờ chúng ta test qua cái file hồi nãy nè. Rồi, đây, cái file nãy đây. À, bây giờ mình click đôi thử coi nó chạy không nha. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó đã phát được ha. À, phát được rồi, bây giờ mình test cái file này thôi các bạn nha. Test cái file này. Rồi, mình copy nó qua ngoài nè. Desktop nè. Ctrl C, Ctrl V. Rồi, bây giờ mình sẽ nhét nó vô đây các bạn nha. Nhét nó vô đây, mình nhét nhét chồng đi. Bây giờ hiện tại cái file này nó trên trong bên trong nó đang có nè. Đấy, mình nhét chồng thêm file nữa nè. Thì tương tự thôi, các bạn cứ đổi về cái định dạng chấm 001 đấy. Rồi các bạn đổi cái file kia cũng vậy luôn, mặc định nó phải giống tên với nhau nhưng mà chỉ khác số 1, số 2 đuôi và số 3, số 4, số 5 vậy đó. Nhiều file ghép lại thì các bạn chọn ha. Mà thường á cách này á, nó chỉ ghép được một file thì nó chuẩn hơn các bạn nha. Bây giờ mình ghép thẳng vô nè, mình ghép thẳng cái file video này vô luôn, có nghĩa là cái file video này là cái file video gốc, mình không có ấy nha, mình không có nén lại, mình không có nén lại. Bây giờ mình ghép thử coi nó ok không. Rồi bây giờ mình nén các bạn nha. Đây, mình đóng gói lại, kéo số 1 hạ vô đây nè. Các bạn nhớ chọn ngay cái chỗ chữ join này nha, joining nè, đấy ngay đây nè. Đấy, chứ không phải là splitting này ha, cái này là nó là cắt, còn cái join này là nói. Đây các bạn nha, rồi chúng ta bấm join là nó nói nè. Nó sẽ tạo cái file nằm ở đây. Đây, đây, cái file này các bạn ha. Đấy, nó nói rồi, tự nhiên hai cái file kia mất luôn rồi, ngộp ta. Rồi bây giờ mình coi trong bên trong nó coi, vẫn vẫn là cái file, vẫn là cái file, vẫn là cái file vừa rồi, có nghĩa là cái file video nằm vô trong là nó không có bị chèn đè lên, nó vẫn là cái file cũ các bạn nha. Mình click đâu file này coi nè, lỗi luôn các bạn. File này vẫn có tác dụng là nó vẫn xài bình thường, nghĩa là file ere nó không bị ảnh hưởng, nhưng mà cái file bên trong thì nó lại thay đổi các bạn ha. Để chuẩn hơn thì tốt nhất là chúng ta dùng cái file gốc đây, cái file gốc đây các bạn nha. Đấy, mình đè nè. Rồi bây giờ cái file file hồi nãy là mình muốn muốn chuyển qua là file video đúng không? Rồi đây, video đây. Để chắc ăn á thì chúng ta nên nén cái file video này lại các bạn ha. Mình xóa những cái tên linh tinh này đi. Đấy, thì mình nén nén lại với định dạng là chấm zip. Đây, định dạng chấm zip đây. Đấy, mình nén rồi mình đưa nó ra ngoài, mình thảy vô coi nó có ấy hay không. Thì hiện ta tìm lại cái tên là nó sẽ ra các bạn nha. Đây, đây. Mình chuyển nó qua ra ngoài nè. Rồi, bây giờ làm y lại các bạn ha. Các bạn nên dùng cái lệnh copy các bạn ha. Đây, dùng cái slip it, nó hay lắm đó, nó sẽ nhớ lệnh copy của chúng ta.
Đây tên của phần mềm đây các bạn nha. Sleep it đây. Các bạn dùng bản 3.8 nó chuẩn hơn. Ngộ, 3.8 nó lại chuẩn trên pin 10 32 lẫn 64. Chuẩn cũng tương đối là trên 80%, chứ có những lúc cái nó khởi động nó bị này bị kia nhưng mà không sao, không có nghiêm trọng, chúng ta chỉ cần mở nó chạy lại là ok các bạn ha. Thì cái này nó lưu được rất là nhiều, đây nó cho các bạn lưu từ ít nhất là 4 nè, 4 cái lệnh copy rồi tới 1024, có nghĩa là mình lưu được 1024 là tối đa cái lệnh copy, cắt, copy, di chuyển, nói chung là những cái lệnh mà chúng ta thao tác trên cái phím Ctrl X, Ctrl C, có nghĩa là lệnh cắt và copy nó sẽ nhớ hết các bạn nha. Đây nè, nãy giờ mình đã làm mấy cái lệnh nè, đây. Văn bản này kia nó lưu luôn, nếu các bạn cài những cái plugin cho nó là nó lưu được thêm nhiều cái nữa. Cái file đó mình cũng chia sẻ rồi các bạn nha. Nói chung là mình sẽ chia sẻ thêm. Còn cái này là 80, này là tới 200 là cái cột ngang. Đây. Cái độ ngang, cái chiều ngang của nó, cái chiều ngang của nguyên cái khung này. Độ rộng, độ hẹp của cái bảng này các bạn nha, các bạn hiển thị. Trong một video mà mình cũng cũng chia sẻ hơi nhiều chắc cũng hơi rối. Rồi bây giờ chúng ta ghép nó lại ha. Đây, hãy vào mặc định là cái file cũ rồi, ok khỏi phần ấy. Các bạn hạn chế đừng có ấy, đừng có đổi tên file, đừng đổi tên file, đặng ở đây mình bấm chữ rồi cái là nói luôn, khỏi mất công mất thời gian các bạn đổi tên tới lui ha. Đấy các bạn thấy không, đây nè, bây giờ mình click thẳng vô nó phát video nha, nếu phát là ok các bạn ha, nếu phát là ok vậy là thành công đó, vậy là ok thành công các bạn nha. Có nghĩa là chúng ta đóng đóng hành cái file nén ha, đóng hành cái file nén, tập tin nén thì nó ok, nó ok hơn. Bây giờ mình click đôi cho nó tắt màn hình luôn nha. Rồi ok, vậy là vẫn hoạt động bình thường các bạn nha. Có nghĩa là có những cái file SE nó hoạt động ok và có những file SE nó không có hoạt động chuẩn các bạn nha. Mở như vậy zip không được mà mở với Win ra là ok, mà trong khi đó là các bạn có thể thấy mình đó là mình đóng gói là cái bãi zip chứ không phải mình đóng gói Win ra. Các bạn thấy nó lạ không? Thành ra là những các bạn nào mà xài bãi zip mà không rời Win ra là không rời Win ra là không có làm được cái này. Đấy. Rồi, tiếp chúng ta dùng những cái file thì đây, những cái file nè thì các bạn thấy rồi đó. Cái này á thực tế test thì các bạn thấy ok, bây giờ mình giữ nó lại nhưng mà thực chất nó không có hoạt động chuẩn đâu. Đó, nó không có hoạt động chuẩn đâu các bạn nha. Khi mà các bạn khởi động máy lại là cái file này nè, các bạn mở mở với Win ra nó không có cho phép các bạn mở. Đây, giống như thế này luôn nè, đấy. Nó hiện như vậy nè. Đấy, các bạn đâu có mở nữa đâu. Nó lỗi, nó không cho mở. Thì có nghĩa là nó chỉ ok trên cái lúc mà các bạn đang đang làm thôi. Đang làm thôi nha. Nhưng mà đối với những cái định dạng khác chứ không phải là định dạng SE, đây, đây là những cái định dạng này. Có nghĩa là những cái đuôi, các bạn nhìn cái đuôi định dạng thôi, đừng có nhìn tên nha. Đây là chấm dat nè, chấm at, chấm gì nè, chấm img nè. Đấy, những định dạng file ảnh nè. Đấy, file ảnh nè. Đấy. Có nghĩa là những cái định dạng đuôi như thế này là các bạn nhét nó vô đều được như vậy hết luôn. Đều được như vậy hết. Nhưng mà khi các bạn khởi động là máy rồi các bạn chạy là sẽ không được nha. Đấy, các bạn khởi động là máy rồi là các bạn chạy không được. Nó sẽ bị lỗi. Nó sẽ bị lỗi giống như các bạn đã thấy rồi, đấy, mở không được. Mặc dù là khi mà làm xong là nó ok như thế này nè. Nhưng mà đối với file ASE là bình thường. Các bạn lưu ý ha, cái file ASE là nó có cái đặc biệt. Đặc biệt là bình thường. Mình thử coi. File ảnh này cũng không được luôn, cái định dạng img này cũng là định dạng file ảnh mà nó không được, là mình thấy cũng cũng thua rồi đó. Còn nhiều định dạng file lắm, đây là mình để ngoài desktop mình đang chưa test nè. Đấy, nguyên cái đống này là những cái định dạng thông dụng, mấy định dạng Excel, PowerPoint, Word rồi nè. MP3 thì test rồi các bạn ha. Đó, có những định dạng này mình chưa test, nhưng mà để cuối video mình sẽ test. Bây giờ mình sẽ làm thêm vài cái file SE để các bạn thấy coi có cái nào nó ok nữa không. Để mình coi coi.
Gate này coi nè, Gamer Gate này bên trong nó là có những cái ấy nè, để mình coi nó có thay đổi gì không nha. Gamer Gate rồi, giờ mình muốn bỏ Gamer Gate vô cái gì đây, mình bỏ cái con WannaCry đi, đây mình đóng gói cái con virus mã hóa file này, con này cực kỳ nguy hiểm các bạn nha, cẩn thận nha, này là chơi với lửa nè. Đấy rồi, đóng gói nó không, xóa nó, bỏ nó đi. Rồi bây giờ mình lấy cái này 001 rồi hình trên C, mình đổi bằng này 002 rồi, ok, bắt đầu hãy nó nè, kéo thả nè, đấy nó đổi tên này các bạn thấy không, đổi tên này. Đấy rồi ok, mình nói là nó sẽ hiện cái file đây đấy các bạn thấy không, rồi mình coi đó các bạn thấy không, cái đúng file nè, chỉ là ok nha, đây là leak đôi đó, chẳng hoạt động các bạn ha, chẳng hoạt động, chẳng ok rồi đấy, cẩn thận leak leak dù cái là khóc ra nước mắt luôn. Rồi ok, vậy các bạn, vậy là file SE nó chuẩn, gần như là chuẩn chuẩn nhất các bạn nha, và tùy file thì đó, như các bạn đã thấy đó, các bạn mở cái file lên mà thấy như vậy là khả năng là nó sẽ cho phép các bạn chèn vào đấy, mình ví dụ cái lia lock này coi nó cho mở 7 ship nó không cho nè, nhưng mà để mình thử, chỉ mà cái lock đi này nó lại không cho ngộ ta, để mình coi lock đi này bên trong nó có gì không. À lock đi này nó là quên đây, biết đâu coi cái này một số cái icon nó bị ấy các bạn nha, ví dụ đây nè, lock D này mình các bạn thấy nhìn nó đang là, thực chất nó là bút bút ai nha, nó là bút ai chỉ là cái tên khác thôi, tại nãy mình ghép vô rồi, bây giờ mình chuyển nó qua vị trí khác cái từ đó, còn nó chuyển về cái icon bút ai không nha, đó các bạn thấy không, thực chất nó là cái tên khác thôi, cái window nó bị lỗi về cái khoảng icon, ví dụ các bạn để y vị trí là nó vẫn lấy cái tên file cũ đó, nó lại vẫn lấy cái icon của cái file cũ ha, mà các bạn chuyển vị trí là nó sẽ đổi lại cái icon khác. Rồi tiếp chúng ta thử cái này, nhập vô này luôn đi ha, đây 002 đây, 001 này, giờ bỏ đi rồi. Đây 001 rồi, ok. Nếu mà giải nén cho nó sẽ đè cái file này, giờ các bạn nên đổi đi ha, đổi thành cái tên khác chẳng hạn, tên đừng có coi rồi đây. À, các bạn thấy không, vậy là ok ha. Cái này là cái chương trình khóa màn hình đấy, các bạn thấy không, đổi cái tên y nè, đổi cái tên y nè, là nó lấy cái icon cũ nè. Không, nhưng mà chuyển chuyển vị trí, mình di chuyển rồi, di chuyển qua vị trí khác, quên, muốn di chuyển được là chúng ta phải đóng cái chương trình đi đấy các bạn thấy không, đấy là nó mới chuyển qua cái icon khác đó, đem ra ngoài nó vẫn vậy nè, thấy chưa, cái này chương trình đấy các bạn nha, chương trình khóa màn hình rất là ok. Những cái WinBE mà nó thiếu driver nó chạy không có chuẩn rồi, nó khóa luôn rồi đó. Cái quay màn hình thì nó vẫn quay mà nó khóa luôn rồi, mình thấy cái thời gian nè, thời gian nó đang đếm tăng dần, nó đang chạy bình thường nè, nhập sai 3 4 lần là nó khóa luôn các bạn nha, nó không cho mở luôn nha, thành ra là lần thứ ba mình nên nhập chính xác đó. Rồi cái phần nào nữa ta, mình coi lại cái note của mình đây, đây đây mấy định dạng thông dụng nè, đó định dạng web.m mkv nè, mấy cái này là nãy mình nói đó, là mấy cái file mà không được, có nghĩa là sau khi làm được thực tế thấy rồi, nhưng mà khi khởi động lên máy là nó không được, có file SE là ok thôi các bạn nha. Rồi
Rồi tiếp thử thử những cái file khác ở đây mình đang ấy coi. Nè, đây file file giám đốc nè, đó mấy cái file văn bản. Đây, mình thử ba cái file này coi, ba cái file văn bản nè. Cái nào ok là mình để là mình lấy đi, mình lấy mình giấu đi. À, mình chuyển siêu bạn đây, hãy vô đây đi. Rồi. Chuyển này đi luôn nè. Đấy. Đây, rồi. Rồi bây giờ số 1 là nè, cái này các bạn click đôi các bạn sẽ thấy cái file trong nữa chưa. Đó. Rồi, bỏ đi. Rồi bây giờ tiếp lấy cái file số 1 là file này nè. Rồi. Giờ mình đổi đi các bạn ha, đổi qua cái khác đi, đổi qua cái tên này đi. 001. Rồi đó. Rồi đổi cái này. 002. Rồi, ok, bây giờ mình nói nè. Nói file lại nha. Nó sẽ ra cái file nằm ở đây. Không nói được, à quên, mình đã đổi tên rồi. Đấy, rồi. Đây. Cái này là cái file văn bản. Đấy. Đấy. Có văn bản đàng hoàng các bạn ha. Nhưng mà để coi bên trong nó là cái gì. Nó không cho thấy. Ủa. Wow. Nó cho thấy cái phần gì khác bên trong chứ không phải là những cái không phải là cái file kia mình đã ép vào chung chỗ của nó. Đấy. Vậy là không được, nói chung vậy là không thành công các bạn ha. Rồi giờ thử thử cái file chấm đốc này coi. Bỏ cái số 1 này luôn đi. Rồi tiếp nè. Thường nó lỗi á, các bạn tạo thêm một file khác đè lên nó sẽ hiện ra. Nhiều khi nó lỗi nó không không có hiện ra liền, các bạn làm gì cho nó lẹ ha. Nó hiện cái khác chứ nó không hiện cái file kia cho trong thôi nha. Rồi bỏ đi, chắc cái file này cũng vậy thôi. Đây đây đây. Ok, cái file thấy một quên quên cái định dạng nó rồi. À, mở mở lên đây. Ngộ cả. Cái định dạng này là hình như là của Powerpoint đó các bạn ha. Đôi support mở thì lỗi, mở lỗi, mở không được các bạn nha, mở không cho, file lỗi. Nhưng mà bên trong thì lại có mở bằng 7 zip, lại có những cái mở bằng 7 zip được, có những cái phải mở bằng winrar các bạn nha. Hai cái này, nhưng cái file này không chắc là ok các bạn nha, cái file này nó không chắc là ok. Cái này là đúng file, file thứ hai là cái file virus là đúng nè. Cái file thứ nhất không phải là file virus mà tự nhiên cái nó lại ấy luôn, ngộ ta. Ghép rồi nó lại dính dính cái file đó luôn, ngộ. Không hiểu, chưa hiểu nổi. À, cái này nó đang bị gì? À, nó đang mở cái này. Rồi. Để đây đi, tính sau đi các bạn nha. Để mình xong hết mình test lại những cái file này, có nghĩa là mình mở lại cái file nào ok là mình sẽ share cho các bạn tải, còn cái file nào không ok thì thôi các bạn ha. Winter à, rồi một file một bỏ nè. Ngộ các bạn thấy ngộ không, cái file đầu tiên là mình không có ấy mà nó lại nằm bên trong, nó lại là cái file này.
định dạng chấm à, cái này là mình copy ra để mình coi cái file này là file ấy à, không nói cái file này giống như file cũ rồi rồi hình như là cái định dạng này các bạn nha, bot.x nè, bot.x thì phải, mình nhớ là cái file bot.x. Rồi bây giờ mình đổi cái tên đi lại các bạn ha, đâu rồi, sao nó đơ luôn, à nó hỏi có chuyển hay không, đấy, mình đổi cái tên đi lại, nè, bây giờ mình mở nè. Đó, các bạn thấy không? Lạ không? Đấy, mở đúng, đặt đúng tên file thì mở bình thường. Nhưng mà để coi, bên này. Nó lại là cái khác các bạn nha. Wow, cách này cũng khá là hay. Nhưng mà nó không có chuẩn các bạn. Khởi động lại là mất à. Bây giờ mình ví dụ đi, ví dụ chấm ISO rồi. Đấy. Mở bằng 7 zip, mở bằng 7 zip rồi ha, mở bằng rắc rồi. Vẫn vậy thôi. Ngộ. Rồi giờ mình đổi lại tên khác rồi. Nó chấm 001 lại được không? Ngồi. Biết đâu rồi. Vẫn vậy, các bạn thấy không? Cái này nó không có thực sự chuẩn nha. Thành ra là không không có lường được cái này nó chính xác hay không. Không không phải không phải. Sorry các bạn. Cái file kia nằm bên trong mình đưa trong rồi chứ. Đây 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 đây. File này nè. Lộn rồi, chấm này là đây, cái file này mới là cái file của nó nè, lộn. Cái file này là đúng cái file gốc rồi nè. Đây là đúng cái file gốc rồi các bạn nha. Đây, gì là đặt gì là đúng file gốc nè. Đấy, đúng file gốc nó sẽ ra bình thường nè, tại cái file này có 33,5 kg thôi là file gốc đó. Rồi cái file này đã ấy rồi nè. Đó, đã ấy rồi nó lỗi nè. Bên trong thì sẽ thấy, đấy, thấy không? Rồi, hay nói không? Rồi bây giờ mình đổi giống cái tên này coi nha. Coi cái này nó hiện ra không? Đổi cái tên này khác. Vẫn lỗi các bạn nha, cái file nó đã bị lỗi rồi, văn bản này nó thuộc văn bản gì rồi, nó lỗi rồi. Nhưng mà bên trong nó vẫn thấy. Nhưng mà không chắc là khi mà khởi động lại nó sẽ còn các bạn ha. Thì nếu mà như vậy á, được á, thì chúng ta có thể làm cái gọi là cái kế mà kế quỷ kế trà trộn trộm lông cháu phụng à, rồi thì cái này ấy qua rồi chúng ta bỏ đi ha, rồi test tiếp với các bạn nha. Cái này chắc cũng tương tự, nó cũng của cái thôi voi nè, nhưng mà không biết là hay sao. Mình để mình test cái file chấm zip với lại cái chấm dll chấm mui này à, mấy cái này nó cũng trung bản nè. Để mình kiếm cái file chấm dll nè, chấm dll đấy, kiếm ông nào dung lượng nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi. Lại file này đi. Rồi. Rồi thử coi. Rồi. Đóng gói dưới file này ha. Đây là một ha.
chấm 0,1. Rồi, thì đổi lại 0,02. Ok, rồi kéo thả vô đây. Rồi. Đấy. Rồi. Không thấy gì các bạn nha, không cho mở. Không cho mở rồi, thì là lần đầu tiên mà các bạn ấy mà nó không cho mở gì là chúng ta không cần phải test lại đâu nha, là thường là sẽ không có được. Thành ra chúng ta cứ cứ test cái file nào hay thấy không được như vậy, các bạn bỏ qua luôn cho lẹ. Chấm 0,01. Rồi. Rồi, bắt đầu kéo thả vô. Rồi. Đấy. Coi coi. Dẫn lỗi luôn, thì là không được luôn các bạn nha. Thì các bạn test nhiều các bạn sẽ biết tại sao không được, tại vì thường nó cũng được rồi nó không được luôn à. Chúng ta cũng không cần phải phải test đi test lại đâu. Rồi. Cái này không được luôn nè. 1,001 bỏ. Rồi, test cái file chấm c này coi. Chấm 0,01. Rồi, kéo thả. Văn bản ngày này nó hơi khác nè. Cái file chấm CHM nó vẫn hoạt động các bạn nha. Nó không lỗi ha. File bên trong nó thì nó cũng không thấy luôn. Nhưng mà bây giờ mình đổi lại coi nha. Cái thằng này là cái file này là file ST, giờ mình đổi nó thành ST coi nó có gì khác biệt không. Chắc chắn sẽ không chạy được. Đấy, đổi qua ST thì ở trong nó thấy nè. Các bạn thấy không? Đổi file ST thì ở trong nó thấy cái file binary nè. Đấy. Nhưng mà không chắc. Không chắc là ok. Nhưng mà vẫn lấy cái file này đi. Vẫn lấy cái file này lại đi. Đây, rồi mình lấy cái file này lại để dành để khi mà mình khởi động lại rồi mình test lại coi cho nó có ok gì không ha. Một là mình test một cái bình thường test là ok rồi đó. Còn khi mà đổi qua cái định dạng khác mà nó vẫn được như vậy luôn, vẫn ví dụ mình đổi qua SE khi mình khởi động lại mình test lại mình đổi cái này thêm file SE mà nó chạy được luôn là ok, quá ok các bạn nha. Mà mình đoán là khả năng là không ok tại mấy cái file kia mình test rồi các bạn thấy rồi đó, nó trong một đám đám file này của nó nè. Đây những cái file này nè, đây những cái file này là những cái file không ok nè. Đấy các bạn thấy đó. Đó đâu có được đâu, nó lỗi hết à. Có cái file FLV các bạn. FLV. Cái file FLV nó cũng có cái hay đó. Trong FLV không biết cái này có không. Đây. FLV là mặt. Sao file này nó không có ta. Còn cái file FLV là bên trong nó có đây. Bạn thấy không? File FLV này bên trong nó có hai file. Một file audio và một file video. Các bạn giải nén cái file video này ra thì các bạn chỉ thấy video thôi. Đây mình click cho các bạn xem nè. Đấy. Các bạn thấy không, có âm thanh luôn nha. Có âm thanh luôn. Còn cái file ở trong nó là các bạn lấy file video ra là các bạn không có nghe âm thanh. Đấy. Không nghe âm thanh thấy chưa. Đó. Còn cái file audio để mình thử coi. Có nghe không? Đó, dạ.
Dạ, đang có nghe các bạn nha. Đó là mình nói chèn lấn tiếng nó để cho nó đừng có bắt bản quyền các bạn đấy. Tiếp mình thử một cái file. Cái file khác nữa. Đây. Đây mình coi cái file này coi. Mở cái Win ra được. Cái file này là cái file đóng gói, nó có những cái file RAR bên trong mà. Khả năng là cái file này á, làm sẽ không được. Rồi bây giờ chúng ta thử nha. Chọn cái file này, tên nó dài thòng lòn luôn. Kéo thả nè. Đây các bạn thấy không? Nó vẫn y như vậy à. À quên, mình lấy cái này cho các bạn xem nè. Là sao? Là cái này là file thứ nhất đúng không? À, file thứ hai. Đây. File này là file đầu, file thứ nhất. Đổi tên không quan trọng các nha. Nè, các bạn nhớ đi, 85B9. 85B9 đổi tên không có quan trọng. 85B9. Rồi, bắt đầu ha, mình thảy vô lại nè. Các bạn thấy không? Nè, file thứ hai test nè, cũng 85B9 thôi, đổi tên định dạng không quan trọng các bạn nha. Cái mã MD5 mã ha, mã SHA này là nó chỉ là duy nhất một file, cho dù bạn đổi tên như thế nào, đổi định dạng của nó như thế nào thì nó vẫn là cái mã như vậy thôi. Còn cái này mình đã ghép rồi nè, cái file này là cái file chưa ghép nha, file này phải chưa ghép, file này đã ghép rồi nè. Bây giờ mình thảy vô nè, rồi để mình lia nó đi, lia dễ thấy. Đây. Rồi thảy vô nè. Đấy, các bạn thấy không, nó đổi tên file nè, nó đổi mã lại nè. Có nghĩa là các bạn muốn đổi mã hết một cái file á, thì các bạn làm cách này cũng thay đổi được ha. Có nghĩa là ví dụ cái file này, file của người ta đi, cái tên người ta đi ha, các bạn dùng cái chương trình đổi tên file, các bạn đổi là thành cái tên file của bạn, rồi các bạn chèn theo kiểu mình á, là coi như là đổi cái mã hết người ta luôn, là coi như là không ai nhận ra luôn các bạn nha. Nè, chương trình này nè. Cái file này phải gốc đúng không? Đây, đây đổi tên file. Đấy, mình ví dụ như vậy. Đấy, mình không có để bài zip, mình để là tên gì đó. Đây các bạn, đây nè, tên này nó hiện nè. Đấy. Rồi cái này đây. Rồi bây giờ các bạn bấm complete tới đây là nó save, nó đè đè file đó. Save save lại rồi xong. Hoặc các bạn muốn đổi icon. Đổi cái icon này nè, đấy. Thì các bạn tìm một cái icon khác bằng cái định kích cỡ kích thước này 32 x 32 hoặc 16 x 16. Các bạn chèn vô ha. Chèn được không ta? Rồi thì cứ nôm na là nó là như vậy các bạn nha. Cái phần đó thì các bạn nghiên cứu thêm đi ha, mình chia sẻ sơ sơ thôi. Còn bây giờ coi lại cái file, thấy các bạn ha, mình đổi tên nè, đổi tên là nó cũng là ra một cái mã head khác rồi các bạn nha. Giờ coi cái mã head file đầu nè, đây 85B9 rồi lia. Đấy, các bạn thấy không? Đổi tên cái là ra ra cái mã hết khác, không không cần nhất thiết phải làm giống mình. Còn các bạn mà không đổi được đó, những cái file mà nó thiết kế kỳ công quá thì các bạn đổi theo cách mình ha. Nghĩa là muốn đổi cái file đó nó không có cái tên bản quyền, nhưng mà bạn muốn đổi cái hình mã hết khác thì các bạn cứ ghép
ghép file lại là như mình là nó thành ra cái mã khác ha. Rồi còn rất là nhiều cái thủ thuật tương tự, có nghĩa là những cái file tương tự các bạn tìm hiểu thêm nha, các bạn xem thêm coi nó có thay đổi có khác biệt gì không. Đây, như cái file này nè, file này chắc khả năng là thành công cao nè. Chấm 001 rồi. Rồi bây giờ mình thảy vào rồi, đây cái này là đóng hết ứng dụng các bạn nha, đóng hết sạch thành xanh, không chắc là không đóng được cái trình duyệt phim đâu. Đấy các bạn thấy không, đó, đóng đó. Đó quay màn hình nó vẫn còn ha. Rồi giờ mình coi bên trong nữa nè, đấy các bạn thấy không, vậy là cái mình rút ra cái đơn giản, cái kinh nghiệm đơn giản căn bản á, là đối với file SE mà nó có thiết kế bên trong mà giống như vậy ha là ok, còn những cái file SE nào nó thành phần ở bên trong mà nó kiểu kiểu một là kiểu giống như vậy, giống vậy nè nó là cũng cũng không chắc nha, không chắc được đó, không mở bằng Winra được mà mở bằng WinZip nó ra như vậy là không chắc được các bạn ha, không chắc chứ có những file làm được các bạn nha. Rồi thêm một cái nữa là những file mà đã nén rồi nén thêm lần nữa là nó sẽ không ok, nén rồi nén thêm lần nữa là sao thì nãy mình cũng chia sẻ với bạn rồi, giống như đây là cái file SE nhưng mà chắc là mình đóng gói lại, bên trong nó đã có file SE rồi hoặc là những cái file bên trong rồi thì mình đóng gói thêm lần nữa mình ghép file kiểu đó nữa là không được các bạn ha. Rồi nói chung là thủ thuật này chỉ cũng có nhiều đó thôi các bạn nha, nhưng mà có nhiều cái này làm được nè, nhiều cái hay để chúng ta nghiên cứu tìm hiểu thêm. Hy vọng là qua thủ thuật này chia sẻ với các bạn thêm được một ít gì đó để chúng ta có cái để vọc để test và làm những cái đặc thù riêng của cái bản quyền của các bạn, cũng như để chúng ta ứng dụng cho nó phù hợp cái nhu cầu của các bạn. Đây là cái về cái bảo mật các bạn ha, à quên bát nữa các bạn nha, chia sẻ với các bạn bát luôn chứ không không chia sẻ bát thì nó kỳ. Đây đây mình ví dụ file OneDrive, đây mình đặt bát nha, các bạn thấy ở bên ngoài tiếng Tàu nhưng mà vô đây tiếng Anh hay lạ không. Mình đặt bát nè, 1 2 3 1 2 3 4 show bát, đây 1 2 3 4 rồi ok nén rồi, đây bỏ cái này đi rồi có bát các bạn nghe rồi, không đúng là không có giải nén được nha. Mà thấy ở ngoài chỉ cái lít đôi mà nhập bát đúng cái nó chạy luôn là mệt ạ. Đấy là ok rồi, bây giờ nó có bát, có bát thì mình thử thử lại nè, có bát đúng không. Bây giờ một file nữa coi, để có file này coi, file Cozy này cũng cũng được nè, để thử coi Cozy này có cần bằng cái này không, này cũng được nè. Cái này là đóng gói rồi, coi thử cái Cozy này đi, đây thử ngoài nè, rồi chấm 001 rồi ok, tên dài quá nó che tầm nhìn luôn, phải 002 rồi ok, hãy cái vai 001 vô rồi
Đây mình chạy thử nha. Đấy rồi, ở bên trong đấy đó, vậy là có bát các bạn ha, vậy là ok các bạn nha. Cái này có bát nè, cũng xin tạm dừng ở đây các bạn ha. Qua thủ thuật này thì các bạn cũng đã thấy rồi, những cái file này là mình sẽ test lại nè, những cái file này nè ESE là ok, hầu như file ESE là ok, có nghĩa là đây những cái file này, mấy cái file này nè đó là khả năng là ok, rất là cao, nhưng còn hai file này là không chắc các bạn nha, không chắc ok, không chắc ok đâu. Đấy, hai file đó là không chắc ok đâu, cũng như là những cái file dưới này nè. À, các bạn nhìn cái định dạng các bạn có thể test tương tự ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.